thì là thấp. Vừa họ chở đứng ở chỗ nhà thờ mới là tốt pháp rồi. Thế là coi như thế là cứ ra cứ đông về để nhà này giữ đấy. Thế lúc giờ tưởng là ra mấy giờ cũng làm một toàn ra to đó. Thế bắt đầu từ lúc giờ phải rồi đấy, xong bắt đầu rồi dần dần rồi mới đến giờ sân tay ấy. Thế như vậy là cái nhà đằng sau này tường rã là hết, đây là rã hết, coi như là cái hông nóng này, tường rất đất thôi. Thế sau rồi bắt đầu với lại khi mà cái nước rã ra xong rồi mới hoàn chỉnh, bắt đầu với lại đắp tường lại. Cơ mà đấy là cái nhà ngày xưa chứ còn cái nhà này thì mua cái năm xưa thôi, cái nhà ngày xưa. Cái nhà ấy thì lại lúc bây giờ lại bán cái nhà anh tập ở trên trên shop 14 đấy. Cũng nhà gỗ à? Hả? Nhà trước. Nhà tre luôn. Tre là vậy, tre luôn. Bán cho cái nhà bây giờ của vẫn bây giờ hợp trước nên mua. Anh làm đấy. Thế xong bắt đầu mua về cái nhà ấy, xong rồi bắt đầu mới về về mới lại làm cái nhà. Cái nhà con thì coi như thế là đến lúc mà nó loạn lạc cái thì là bom nó thả cháy kiệt. Tháng 3 tháng tư chạp cháy kiệt, cháy là xong bắt đầu mới về Hòa Bình lập lại về với mua cái nhà này. Mua cái nhà này 95 vạn. 95 vạn đồng đúng chưa? Tiền của thằng đấy đấy. Tiền sau này ấy. Tiền bảo về ấy, tiền sau này ấy. Mua cái nhà ông Hậu Kính cái này. Nhưng mà ngày mà đi mua bông về chắc rẻ thì vải vóc lúc ấy đắt thì dệt ra thì mới bán lại. Ê thế lại. Bây giờ các cuối còn ông ngồi bên cạnh là cứ ngồi cứ khéo khéo cái bông ra. Thế xong rồi để cho găm người ta đi cho bật xong rồi mới đặt ra xong thần tí đặt cho người ta kéo về lấy về. Lấy về xong rồi lại găm lại giáo khéo đi, giáo một bữa cơm. Thế xong rồi đánh ông lên phố xong rồi găm lên trên ông quan trọng. Ông ở trên trầu, trên cái nhà từ đường của ông Sốc đấy, đấy mắc quải đấy. Đấy, mắc quải đấy xong nó có rồi gian về nhà với lại lấy go bây giờ xong bắt đầu với gian. Cái gian cái này, phóng thôi này. Phóng tay. Đấy. Chứ không có giật dây. Không có giật dây. Về sau cái này, về sau này 4-8-9 rồi mới giật dây. Thế là bè kiểu nước lụt thì đi phải đi bóng bè như thế là những cái tre nước ngộ này xong rồi xếp thế là từng mảng một thế xong rồi trồng lên 4-5-6 hàng đấy anh à. Thế xong là bắt đầu gông chặt lại luôn hết tất cả lại rợ cháo rông hết. Thế xong là làm cái chèo xong là cứ hai người là cứ ngồi ông cảnh thì ngồi các thứ cầm các thứ hàng, còn thì là ông Trần thì cứ cầm cái thào này cũng đẩy này. Thế còn ông bố cháu thì là cũng cứ có cái thào này gì sẽ tham bên thần tí sẽ thần tí xong rồi lại đưa bông cho người ta kéo nè. Thế sau lấy kéo xong rồi lại người ta thành sợi xong bắt đầu với lại cất lên xong rồi đem sợi vào nhà cái giả tiền công người ta. Thế về nhà với lại đem lại ngâm đi không có dạy giáo ghé đi. Thế là đánh ống rồi bà này đánh ống suốt các thứ đấy. Thế là bây giờ nhân cứ thành ống được bắt đầu thì lại nhân cái kia mắc. Mắc về nhà lại và lên cửa thế kìa. Nhân phải tải là cứ nhân xong rồi nhân thôi. Nhân lại chỗ gốc phát này. Đấy lúc bây giờ đập những người là Hải Dương mới lại về nó mua. Lúc bây giờ là giả lắm. Rồi cái trước cái vải bông hay sao cứ phải lấy cái cháo xong rồi nước hồ xong rồi. Ở cái chế đó, hồ đấy để cho nó cứng. Để nó cứng lại. Để cứng lại với vậy cho nó rôi ra. Cho nó rất là lợi lợi lợi. Nó bẹt ra như vậy. Nhật nhật thưa. Phải thưa cái đường cứ lấy cơm hồ xong rồi là dẹt xong rồi bán. Không có khi nó cũng xe lại thì thành sợi nó dễ hơn chứ không dễ đứt. Biết rồi, cũng thế thôi. Thế xong người ta mua về người ta mới lại giặt giũ rồi xong người ta mới mua lâu người ta mới giã đâu rồi người ta mới lại ruộng đâu rồi nhỉ. Giờ là ở lúc bây giờ làm phát triển lắm. Lúc bây giờ chị nghĩ được còn bé. Cứ bé. Đông lúc bây giờ sau khi lột xong đấy bắt đầu lột như thế là đến lúc mà
họ trở đến một thứ tiền đông khóc. Cứ hẳn lúc bây giờ, lúc bây giờ thì sự hồng sinh rồi, dân xấu tạ thôi. Thế để đấy, thế trở đừng là rồi đấy. Thế là cơ kiếm tiền. Không phải nó quá cái gió đầy tiền. Đầy tiền những người bán ăn mặc không đi. Thế xong bắt đầu mới cho đi thức thì là tại vì là coi thế là ông là ông thì ở nhà, thế còn bà đi này, thế lại ông Tần này, với bố cháu này, với tất cả nhà chạy. Thế còn ông Tẫn thì là nuôi một cái tiền nữa là coi bọc hết tất cả những người ông Tẫn chạy đi một nơi thoát đi. Chứ không phải từ ông Tẫn mà đi ngồi cả hồi mới đấy mới bị chết. Coi như không bị mất tiền. Về nhà như thế là tiền. Thế khi mà về như thế là trường đấy rồi xong ăn mãi đến lúc hòa bình được lại xong bắt đầu mới mua cái nhà này cũng Hào Tĩnh là 9 năm vạn để cho mọi năm vạn mọi mọi năm đấy. Ông tên là Hà Tĩnh á, ông tên là ông Tĩnh. Ông Tĩnh Tĩnh để ông luôn giáo viên đấy. Bố Hào Tĩnh. Hào Tĩnh. Ừ, như kiểu địa chủ ấy. Ừ, Hào. Cơ mà thấy ông Thái ông bổ sao này, ông bơi cùng với ông Tần mà ông Tần bị bắn chết mà ông không chết. Không, không phải bơi đâu. Không phải. Ông không biết. Thế này. Phật đi. Thì thế là nó cầm quả mì này như kìa. Nó cứ cuộc bỏ tức là quả lưu đạn đạn hơi ấy. Nó vứt trước này này. Thế là nó mới dậy tôi xuống cái. Nó dậy tôi xuống cái thì là nó mới thế rồi nó chỉ là con cá đấy cả nổi. Con cá đấy cứ à tức là nó lém trong cá nó chết nó nổi lên. Ừ nó nổi lên. Bỏ xuống vứt. Thế tôi lại vứt thì lên trong đây. Lên trong đó mới tôi lên trên bờ cái thì nó thôi nó chỉ vào trong cái chỗ cái sân miếu ngồi hết cái xong lui thầy cháu ra mà thầy cháu cũng cái này dễ cú cố đấy lại vãi ở vãi nó đấy sợ quá đấy giờ thế cái là đốt một cái thế nhưng mà nó là bắn dọa coi nó dọa thế này kìa, nó dọa thì coi như vậy là khiếp lắm. Mà xong có thể xong rồi là mới lại vào xong rồi là bắt đầu đến lúc mà ông Tần cái này nó cầm cái khẩu súng đặt tới nó có cái tay nó cầm cái này nó mới chạy xuống ra. Thế là ông Tần mới bơi cái này thì là nó bơi vào bắt cái này nó bắn đúng chỗ này đấy. Nhưng mà đây như đại khái là nó bắn đúng chỗ này thì cho nên là khi nó lại nhau tức là nhau lại nhau vào trên bờ anh cáo gì nó bắn cái nhau thì tôi đứng tôi ngồi giữa bờ tôi khiếp thế là không có tiền hay là cái nhau vào cái trên bờ này để nó nằm đấy. Thế xong cái là nó đi với tôi với lại thầy anh là coi như vậy là mới bế này bế vào trong cái miếu ấy để đặt trong đấy. Thế là coi như thế là điện về cho gửi mấy cái người ta về bảo là ở ông Tần mà anh em ông Tánh chết ở Đồ Vàng. Thế là bắt đầu ông tát với lại tất cả các thứ đem võng sang với lại đưa về đấy. Đồ Vàng là bên Đông Phương á, Đông Phương ấy, ở cái đó miếu ấy, ở cái miếu gọi là miếu ở cái miếu gì đấy. Cái gần chùa Hầu. Thế thì cách đây khoảng độ hơn 2 cây. Ở đấy hơn 2 cây thôi. Gần 3 cây, trong vòng 2-3 cây. Thế rồi, ở ngay ra cái miếu rồi. Thế là cái đường đi rẽ vào Đông Phương, xong ở trên cái sông mà nhánh từ cái sông này sang sông Đông Phương. Thế cứ đúng rồi, cứ đi qua Biên Cương là đến cái chỗ ấy, xong sang qua đấy là nó ra cái chỗ cái Đồ Vàng ấy. Đồ vàng nước sông trong lũ đấy. Lúc bây giờ có bà lúc bây giờ có mang cái tiêu cho đấy bài ra đang sửa chữ tiêu năm 50
năm 50 đấy, đầu năm 50 đúng rồi đấy, chỉ tiêu rẻ năm 50 nó đúng đấy, thì tôi nhớ đấy. Còn cái nhà thì lúc bây giờ ông Trần ông bế nó cứ khóc. Cái nhà bây giờ có mấy tháng, được có mấy tháng này, được có mấy tháng nó chỉ xỉu. Còn thằng Thiện thì dắt trông ở bên đi ở nhà với ông bà đấy, ở với ông. Thế còn thì Thiện ngày xưa ở nhà mình như kiểu con nuôi hay là con nuôi, nhưng thế còn thế còn thằng Thiệu thì lại dắt trông cũng ở bên đấy, cũng đi cùng với như thằng Thiệu thôi, đúng nó dậy thằng Thiệu, bây giờ nó đi chân nó què. Thế là coi tưởng bây giờ trâu đó nó một con trâu với lại hai con nhát con chạy đây mà coi như vậy là nó không bắn như cái gì cả. Thế thằng Thiệu mới dắt trâu về nữa, chứ bây giờ là làm con nuôi. Thế còn khu anh ấy thì là ở nhà. Thế lúc bây giờ sợ lắm. Ông Thiện là sau về Hải Phòng à? À không, về đi ở đây đến lúc mà Hòa Bình ngập lại. Thế xong là năm 54 Hòa Bình ngập lại, lúc bây giờ là nghe tin ở ngoài là bây giờ là Tây ra hết rồi, mà bây giờ không có chuyện nào, bắt đầu là về nhà thế. Thế ở nhà trong ngoài nó mới về, nó mới vào trong ngoài nó tìm được là mới về ra ngoài. Về lúc bây giờ nó mới làm xong, về cái xong nó bắt đầu là giảm tô đấy, bắt đầu là giảm tô khách năm 54 đấy. Chuyện đấy thì sau này mới chết, mà con cháu là sau này vẫn vào đây, bà mẹ nhá thì chết rồi, cái đằng sau này. Thế giờ là nhà mình cũng cho tôn mai táng là thật. Thế là hình thường là cứ mỗi một vài năm thì cứ chuyện nó còn sống ấy, thì là nó cứ vào đây một năm hai năm nó vào. Thế mà từ ngày nó chết giờ thì nó không mới vào, chỉ có con thỉnh thẳng vào đây thôi. Còn Thiệu bây giờ ai còn sống thì cũng yếu lắm, cũng khỏe, không đi đâu được. Để nói đến cái trường sử thì rất lắm, sợ mà cũng năm chừng bảy nổi lắm. Thế là lúc cái nhà mình thế là cũng là kinh tế nó cũng khá ấy. Khá, ừ đúng rồi mà. Có trâu thì... con bộ cũng con thế một con trâu như thế là nông rớn con, giảm con. Thế cái thằng khu chuyện như là coi như thế là nó đỡ con trâu bò, đỡ các thứ. Nông giờ nhà mình nông giờ kinh tế, ao thương các thứ, tàu ruộng, tàu nước. Mới mua ruộng, phải mua ao, mới tới. Ông Trần trước ông thảo lắm. Ông thảo, ông đẹp dài. Ông đẹp trai đó. Đẹp trai lắm. Ông cao hơn mấy? Hả? Ông có thể cao hơn ông, cũng bọc lòng ông thôi. Cái nhà bà hai này, thì lúc bây giờ bà Trần ghen quá. Thế là đuổi mất đi, đuổi mất khỏi cái tiếp. Thế bà hai ấy, người Hải Phòng. Thế nhưng mà không nọ thì có người ra mới bảo rằng là ở Đông Sơn là như thế, là có cái con, một cái bà mà ông thì chết rồi, mà bà ấy đẻ đứa con thì bà cho ở dưới đầu cửa. Thế bây giờ đứa con đấy giờ nó sinh sôi này là được bốn, được ba đứa con trai, hai đứa con trai. Thì bây giờ như thế là muốn tìm về đây. Tìm về đây tìm tức là gọi là con cháu ông Trần. Thế thì cái chú từ xăm lúc nào ấy. Thế này thế thì cũng bể rồi, bể cái này. Thế nhấn là bây giờ nó ở dưới rồi, bọn thời gian nào nó rỗi, thời gian nhà thì là nó sẽ lên trên này để nó tìm rửa, nó tìm về, tức là cái tìm về bố mẹ đó. Thế bây giờ có biết cái nhà đấy không? Không, ở cái khúc quay này, ở cái khúc quay này bên Đông Cường ấy. Đông Cường, ở khúc mai. Tức là con trai ấy. Khúc mai thì có tên không? Tức là con trai phần lại. Cháu là bạn như là cháu không trần đó. Tức là con đẻ của ông Trần, con của bà hai. Con một cái bà mà ở đây là
thế giờ đấy là đẻ được, đẻ ra cho tới thì lại bây giờ nó lấy được vợ, nó lại đẻ được mấy đứa con trai, hai đứa con trai. Vâng. Thế, tức là nếu mà ấy là cái đứa đấy là con trai của ông Tần. Vâng, con trai Tần, thế là cháu con đứa là thế. Thế bây giờ như thế là cái gì của con trong bưởi này, cái gì nó quên lấy chồng dưới thì là nó bảo với bưởi lên đây nói chuyện. Thế coi như thế là bưởi cũng lên nói bảo là thế lúc nào rồi là nó sẽ đưa cái thanh, cái thanh thanh anh thanh con trong bưởi nó bảo lúc nào thì nó đưa lên trên này để rồi nó hỏi dò ra từ từ nhiều. Vâng. Thế mà là con ông à? Ông từ bảo nó ấy trong bảo nên đưa đây nó lên đây ra đó. Ấy rồi mà nó bây giờ nó lại đi giấu. Đấy, à. Tức là cho cái người đi giấu. Vâng. Tức là cái bà ấy đẻ đứa con này cho người đi giấu. Vâng. Thế người đi giấu lại đẻ được cái mấy cái thằng ấy. À. Thế rất lúa cái gì kìa. Thế thì coi như vậy là bưởi nó mới bỏ được mà cái vợ bưởi lên đây hai lần. Vâng. Thì bảo là hôm nào cháu thanh nó lên thì là coi thế là từ nó đưa cái anh ấy lên, thế nhưng mà nó chưa thích lên đi cả. Vâng. Thế và cái nó không ấy hỏi xin số điện thoại không ạ? À, không được rồi, cứ hỏi. Ông bảo cái thanh nó xin số điện thoại ở nhà đấy, xong gọi điện nói hỏi trước. Được rồi, vâng, cứ thế được không? Ừ. Đấy không loại hơn, cả đấy có là cả chín ngồi chơi xuống đây, bữa lên đây hai lần. Vâng. Ừ. Lên đây hai lần cứ bảo rằng nói là tình hình như thế đấy. Ừ. Nhưng mà đi giáo. Nhưng mà lúc bây giờ thì ông Tần không đi đâu không? Đấy, ông Tần có bà hai chết. Có bà hai. Bà hai. Vâng. Bà hai. Lúc bây giờ có bà hai. Bà hai. Bà hai ông bà còn mà ghen mà ghen quá đuổi đi. Ở đây ở nhà thì thằng báo cho nãy rồi hả? Thế nào thì ở trên tỉnh. Chết đông lắm rồi. Chết đi đông rồi. Ăn người già cơ mà. Đông người họ lắm rồi. Nên họ lắm rồi. Hãy subscribe cho